Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi học kỳ 2 toán lớp 3 năm học 2019-2020 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm nhé, để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình vào bài giảng hôm nay. Thời gian làm bài là 40 phút nhé. Đề bài gồm có hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thầy sẽ cho đề bài chạy từ trên xuống dưới một lần cho các em xem qua. Các em có thể tạm dừng video và làm thử từ đầu đến cuối cái đề, xem mình làm được bao nhiêu phần trăm nha. Giờ sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem mình đúng được bao nhiêu bài, đúng không nào? Giờ tất cả là 11 câu nha. Các em làm tới đâu thì các em tạm dừng video tới đó. Làm hết từ đầu đến cuối. Rồi sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem mình làm được bao nhiêu câu trong cái bài này, đúng không nào? Giờ thầy sẽ làm câu 1 nha. Trong các số 42.078, 42.075, 42.090, 42.100, 42.099, 42.109 và 43.000, số nào là số lớn nhất? Như vậy để số, như vậy tất cả các số này đều là các số có 5 chữ số, đúng không nè? Chữ số bắt đầu đều là số 4 hết. Như vậy mình cho chỉ so sánh chữ số 2. Ở đây tất cả đều là 42 hết nè, đúng không? 42.000 mấy trăm nè. Chỉ có chữ số cùng là 43. 43 chắc chắn phải lớn hơn 42. Như vậy 43.000 sẽ là số lớn nhất trong các số sau, đúng không nè? Giờ kiểm tra đáp án ABCD. Đáp án nào là 43.000? Đáp án B. Như vậy câu số 1 này mình sẽ chọn đáp án B nha. Tiếp theo là câu số 2, giá trị của biểu khúc 2342 cộng cho 403 nhân cho 6. Như vậy ở đây có phép cộng một nhân, tất nhiên là mình phải tính phép nhân trước rồi. Sau đó mình thực hiện phép cộng sao, đúng không nè? Như vậy mình lấy 403 nhân cho 6 trước sẽ bằng là 2418. Sau đó mình mới cộng cho 2342, đúng không nè? Kết quả sẽ là 4760. 4760 sẽ là đáp án nào nè? ABCD chính là đáp án B, đúng không nè? 4760 chính là đáp án B luôn. Như vậy câu số 2 đáp án đúng vẫn là đáp án B. Câu số 3, hình vuông có cạnh là 3 cm, diện tích hình vuông sẽ là bao nhiêu? Như vậy các em phải nhớ là công thức tính diện tích hình vuông. Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau. Diện tích hình vuông sẽ là cạnh nhân cạnh. Như vậy 3 x 3 bằng 9, đúng không nè? cm nhân cho cm có nghĩa là cm vuông. Như vậy kết quả đúng sẽ là 9 cm vuông nha. Giờ kiểm tra đáp án ABCD, đáp án B là sai nha. Đây không có vuông, 9 cm vuông mới là đúng. Như vậy câu 3 này, đáp án C là đáp án đúng. Giờ tiếp theo câu số 4. Mua 2 kg gạo hết 18.000 đồng, vậy mua 5 kg gạo hết bao nhiêu tiền? Như vậy mua 2 kg gạo hết 18.000 đồng. Trước hết mình sẽ tính xem 1 kg gạo bao nhiêu tiền, đúng không nào? Bằng cách lấy 18.000 chia cho 2. 18.000 chia cho 2 thì bằng 9.000. Như vậy 1 kg gạo là 9.000. 5 kg gạo là mình sẽ lấy 9.000 nhân cho 5, hoặc là 5 nhân cho 9.000, đúng không nào? Như vậy 5 nhân cho 9.000 có nghĩa là 45.000 đồng. Giờ kiểm tra đáp án ABCD, đáp án 45.000 đồng là đáp án nào? Đáp án C, đúng không nào? Như câu số 4 này đáp án đúng sẽ là đáp án C luôn nha. Tiếp theo câu số 5. Ngày 25 tháng 8 là thứ 7. Vậy thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy nè? Như vậy là mình phải để được tính được cái này thì mình phải biết được là tháng 8 bao nhiêu ngày, đúng không nào? Tháng 8 là luôn luôn có 31 ngày. Như vậy ngày 28 và 26 là 1 ngày nè. 27 26 một ngày, 27 là ngày thứ 2, 25 giờ tới 26. Ở đây 25 là mình sẽ 1 ngày, đúng không nào? 25 qua 26 là 1 ngày. Qua 27 1 ngày, 28, 29, 30, 31. Giờ sau đó 1 tháng 9, giờ sau đó mới là 2 tháng 9. Như vậy tổng cộng mấy ngày nè? 2, 4, 6, 8 ngày, đúng không nào? Như vậy có nghĩa là cộng thêm 8 ngày nữa. 2 ngày, hai cái ngày này cách nhau tổng cộng là 8 ngày.
Như vậy có nghĩa là thứ bảy tuần trước, thứ bảy tuần sau cộng thêm một ngày nữa, có nghĩa là chủ nhật tuần sau đúng không nào? Như vậy đáp án đúng của câu 5 sẽ là chủ nhật tuần sau nha, chính là ngày chủ nhật. Giờ mình sẽ chọn đáp án C luôn nha, đúng không nào? Giờ 5 câu trắc nghiệm phía trên có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số phần tử lực nha. Câu số 6 đặc tính giờ tính nè. Giờ như ở đây có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia, mình sẽ đặt tính và tính lần lần lượt các phép tính đúng không nào? Rồi câu số 6 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 6, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 6 các em làm xong chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Thầy bắt đầu giảng bài câu số 6 nha. Như vậy mình sẽ đặt tính theo hàng dọc dùm tính đúng không? 14.754 cộng cho 23.680 giờ cộng từ trên xuống 4 cộng 0 bằng 4, quyết số 4 đúng không nào? 5 cộng 8 13, quyết 3 nhớ 1. 7 cộng 6 13 với 1 là 14, quyết 4 nhớ 1 tiếp. 4 cộng 3 là 7 với 1 nhớ nó thành 8, quyết số 8. 1 cộng 2 là 3. Vậy kết quả sẽ là 38.434 đúng không nào? Giờ tiếp theo là 15.840 mình trừ cho 8.795. Giờ như vậy mình sẽ trừng thực hiện phép trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị đúng không nào? 0 trừ 5 không được, mình lấy 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhớ 1 nha. 9 này thêm 1 là 10. 4 trừ 10 không được, mình lấy 14 trừ 10 được 4, viết 4 nhớ 1 tiếp. Như 7 này thêm 1 là 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết số 0. Sau đó mình lấy 5 trừ 8 được, mình lấy 15 trừ 8 được 7. Như vậy kết quả là 7.045 đúng không nào? Giờ tiếp hay là 12.936 nhân cho 3. 12.936 nhân cho 3 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ mình cũng đặt phép tính, đúng không nào? Mình tính từ trên xuống ha. Từ dưới lên theo hàng đơn vị trước nha. 3 nhân 6 18, quyết 8 nhớ 1. 3 nhân 3 là 9, thêm 1 là 10, quyết 0 nhớ 1 tiếp. 3 nhân 9 là 27 chứ. 27 với 1 là 28, với 8 với 2. 3 nhân 2 là 6, thêm 2 nữa là thành 8, với số 8. 3 nhân 1 là 3, kết quả là 38.808, đúng không nè. Giờ và tiếp theo bên đây, mình sẽ lấy 4 chia cho 3 chứ. 4 chia 3 được 1, quyết 1. 1 nhân 3 là 3, 4 chia 3 được 1, quyết số 1 dưới đây. Hạ số 5 xuống mình được 15, 15 chia 3 được 5, quyết số 5 bên đây. 5 x 3 15, 15 trừ 15 hết bằng 0 đúng không nào? Hạ số 6 xuống 6 chia 3 được 2, quyết số 2 bên đây. 2 x 3 là 6, 6 chia 6 bằng 0, quyết số 0 đây. Hạ số 7 xuống, mình sẽ lấy 7 chia cho 3, 7 chia 3 được 2 đúng không nào? 2 x 3 là 6, 6, 7 chia 6 được 1, dư 1 đúng không nào? Giờ hạ số 8 xuống là 18, 18 chia 3 được 6, 6 x 3 là 18 hết. Dưới đây bằng 0 thì kết quả cuối cùng sẽ là 15.226 và dư 0 đúng không nè. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu 6 nha. Câu số 6 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 7 luôn. Câu số 7 nha. Tính giá trị của biểu khất. Như vậy ở đây là có phép cộng, phép nhân thì chắc chắn mình phải thực hiện phép nhân trước và thực hiện phép cộng sau nha. Ở đây có phép trừ, phép nhân nhưng mà phép trừ này chấm dấu ngoặc, như vậy mình phải thực hiện phép trừ sau đó mình thực hiện phép nhân sau đúng không nào? Câu số 7 này cũng dễ đúng không nào? Giờ câu số 7 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 7, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 7 các em làm xong chưa?
em nào làm xong thì đó chiếu kết quả của thầy xem có đúng không. Như vậy ở đây thì mình sẽ 15.840 mình sẽ viết lại, cộng viết lại. Mình sẽ thực hiện phép nhân trước đúng nè. Mình sẽ lấy 7.932 nhân cho 5 trước. Kết quả của phép nhân sẽ là 39.660 đúng không nè. Giờ sau đó mình thực hiện phép cộng, mình sẽ lấy 15.840 cộng cho 39.660 đúng không nè. Giờ kết quả sẽ là 55.500 đúng không nè. Câu này cũng dễ đúng không nè. Giờ phép tính bên đây 15.786 trừ cho 13.982 tất cả nhân cho 3. Như vậy ở đây thì mình phải thực hiện phép tính trong ngoặc trước đúng không nè. Như vậy mình sẽ thực hiện phép trừ trong ngoặc trước ha. Như vậy mình lấy 15.786 mình trừ cho 13.982, kết quả sẽ bằng bao nhiêu nè, là 1.804. Giờ sau đó mình mới nhân cho 3 đúng không nè. Giờ sau đó mình sẽ nhân, kết quả sẽ bằng bao nhiêu nè. Giờ kết quả mình sẽ lấy 1.804 nhân cho 3 sẽ bằng là 5.412 đúng không nè. Đúng không nè, câu số 7 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 8 luôn nha. Rồi câu số 8 tìm x chia 8 bằng 3.721. 24.860 chia x thì bằng 5. Như vậy chia 8 chuyển với thành nhân 8 là cho kết quả đúng không nè. Giờ câu số 8 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 8. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 8 này có em nào làm xong chưa nè. Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Như vậy là x chia 8 thì bằng 3.721, còn bên đây là 24.860 chia cho x thì bằng 5. Như vậy ở đây x sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy x sẽ bằng 3.721 chia 8 chuyển với thành nhân 8 đúng không nè. Giờ như vậy x sẽ bằng, giờ mình thực lấy giấy nhép cho mình tính thực hiện phép nhân đúng không nè. 3.721 mà nhân cho 8 thì sẽ bằng là, hoặc là ở đây các em tính nhẩm cũng được nè, 8 nhân 1 là 8 đúng không nè, 8 nhân 2 là 16, viết 6 nhớ 1, 8 nhân 7 56, với 1 nữa là 57, viết 7 nhớ 5, 83 là 24, với 5 là 29 đúng không nè. Kết quả là 29.768. Này kết nhẩm cũng dễ mà đúng không? Giờ như vậy đây x sẽ bằng gì nè? Mình có là 24.860 chia x bằng 5. Như vậy x ở đây là số số trừ. Muốn tìm số trừ thì mình sẽ lấy số bì trừ chia cho Hương nha. Giờ x sẽ bằng 24.860 mình chia cho 5 nha. Giờ như vậy x sẽ bằng, giờ ở đây các em tính nhẩm hoặc là lấy giấy nháp giờ mình tính cũng được đúng không nè. 24.860 mà chia cho 5 sẽ bằng
4972 nha. 4972. Đúng không nào? Giờ câu số 8 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 9 luôn nha. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được là 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ thì được bao nhiêu km? Câu này cũng dễ đúng không nào? Như vậy một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Như vậy chứ mà tính xem 1 giờ ô tô này đi được bao nhiêu km. Giờ sau đó mình nhân cho 3 là trả kết quả đúng không nào? Giờ câu số 9 này các em có thể tạm dừng video để mà làm thử trước câu số 9. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 9 các em làm xong chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Người ta nói là một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ thì được bao nhiêu km? Như vậy trước hết mình tính xem 1 giờ thì ô tô đi được bao nhiêu km đúng không nào? Giờ số km. Km. Ô tô đi được trong 1 giờ đúng không nào? Hoặc là các em để là trong 1 giờ ô tô đi được số km là cũng được ha. Số km ô tô đi được trong 1 giờ là 225 mình chia cho 5 đúng không nào? Ở đây mình tính nhẩm đi nha. 2 mình lấy 22 chia 5 được 4, 4 nhân 5 20, 22 trừ 20 sẽ là 2, hạ số 5 xuống được là 25. 25 chia cho 5 được 5 đúng không nào? Kết quả là 45 km. Đúng không? Số nào tính nhẩm được mình tính nhẩm cho nó nha. Sau đó mình sẽ người ta hỏi là ô tô đi đó trong bao giờ được bao nhiêu km? Mình trả lời là số km đi, ô tô đi được trong 3 giờ đúng không nào? Hoặc mình trả lời là ô tô đó đi trong 3 giờ được số km là cũng được ha. Số km ô tô đi được trong 3 giờ là 45 nhân cho 3 đúng không? Giờ đây tính nhẩm nữa thôi. Mình sẽ khi tính nhẩm mình sẽ tính nhân cái số này nhân lên, nhân từ hàng nguyên vị đúng không nào? 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 với 1. 3 nhân 4 12 với 1 là 13, viết số 13. Kết quả là 135 km. Đúng không nè? Cũng dễ đúng không nè? Nhẩm quá dễ. Giờ đáp số thôi. Giờ đáp số đây là 135 km nha. Giờ câu số 9 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 10 luôn nha. Giờ câu số 10. Một khối ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, tính diện tích khối ruộng. Như vậy người ta nói là diện tích một khối ruộng có chữ nhật, một khối ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, gấp 3 con nhân cho 3. Vậy là trước hết mà tính chiều dài đúng không ạ? Có chiều dài có chiều rộng thì mình tính được diện tích của khối ruộng đó đúng không nào? Giờ câu số 10 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 10. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 10 các em làm xong chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bây giờ thầy sẽ làm thôi. Như vậy trước hết mình sẽ tính chiều dài nha. Tính chiều dài của khối ruộng hình chữ nhật là 3 chiều rộng, có nghĩa là mình lấy chiều dài chiều rộng nhân cho 3 đúng không nào? 8 x 3 thì bằng 24 đúng không nào?
đơn vị là cm thôi. Có chiều dài, chiều rộng thì mình sẽ tính diện tích của hơ rượu đúng không? Diện tích của hơ rượu là mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng, như vậy 24 nhân 8 đúng không nè. Giờ ở đây nhậm luôn nha. Số nào dễ thì mình nhậm luôn, khỏi mất công lấy giấy nháp và tính chị. 8 nhân 4 32, viết 2 nhớ 3 đúng không nè. 8 nhân 2 16 với 3 nữa 19, 192 đúng không nè. Đơn vị cũng là chiều dài chiều rộng cm thì diện tích sẽ là cm vuông nha. Giờ đáp số thôi. Như vậy đáp số đây là 192 cm vuông nha. Giờ câu số 10 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 11 luôn nha. Đây là câu cuối cùng của cái đề này ha. Đây là một câu khó nhất. Nếu em nào không minh có thể suy nghĩ về ha. Rồi. Câu số 11, tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta sẽ có số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77. Giờ thầy sẽ phân tích cái đề này nha. Cho các em hiểu trước nha. Như vậy đề bài người này người ta nói cái gì nè? Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại, ta sẽ có số mới mà tổng của số phải tìm với số mới bằng 77. Ví dụ như số có hai chữ số, thì ví dụ mình đặt là AB đi. AB ha. Như vậy nếu mình đảo ngược cái số AB thì chính là hành BA đúng nè. Và mình hai cái số, số cũ và số mới ha. Số mới cũ nè gộp với số có hai chữ số, và số mới cũng là số có hai chữ số nhưng mà đảo ngược hai chữ số nó lại đúng không nào. Sau đó tổng có nghĩa là cộng hai số này thì kết quả sẽ bằng 77 đúng không nào. Như vậy mình tìm tất cả những số mà khi mình đảo ngược hai số đó là cộng với chính nó thì kết quả sẽ là 77 đúng không nào. Giờ câu số 11 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 11 nha. Ở đây sẽ có nhiều số không mãn điều kiện nha, mình tìm tất cả các số không mãn điều kiện này luôn. Giờ câu số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 11, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 11 các em làm xong chưa này, em đã làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng không. Như vậy chứ hết mình gọi nha, gọi số cần tìm là AB ha. Theo đề bài ta có nè. Theo đề bài ta có là AB cộng BA bằng 77 đúng không nè. Như vậy ở đây mình có thể kết luận là ở đây mình sẽ lập phép tính theo hàng dọc để các em dễ nhìn nha. Như vậy là AB cộng cho AB thì sẽ bằng 77 đúng không? Đây AB cộng AB bằng 77. Như vậy có nghĩa là AB cộng AB bằng 77. Có nghĩa là AB cộng BA nha. AB cộng BA. AB cộng BA bằng 77, có nghĩa là A này cộng B này bằng 7. Và B này cộng A này cũng bằng 77 đúng không? Như vậy mình kết luận là vậy là giờ vậy mình kết luận là vậy A cộng B sẽ bằng 7 đúng không nào? Như vậy mình sẽ có những số nào?
những số nào không mãn điều kiện này nè. Như vậy tất cả giờ hai chữ số, những số chúng tìm được là nha, những số thỏa mãn đề bài là, như vậy là mình những cái số nào mà tổng hai chữ số bằng 7 nè, như vậy 16 đúng không nào, 1 cộng 6 bằng 7, 16 cộng 6 11 thì cũng bằng 77 đúng nè. Giờ tiếp theo là 25, giờ 34, giờ mình đảo lại thôi, 43 và 52, cuối cùng là 61. Như vậy mình tìm được tất cả là 4 số thỏa mãn điều kiện đề bài cho nha. Giờ đúng không nè. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 1 nha. Thầy vừa hướng dẫn các em xong giải một đề thi học kỳ 2 toán lớp 3 nha. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Lim, đăng ký kênh này. Nếu em nào chưa đăng ký kênh thầy Lim, bấm đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Lim nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.